Bí kíp đánh bật vết bẩn và mùi bám khó chịu trên đồ nhựa ngay lập tức. Gia đình bạn thường hay sử dụng các loại cốc, hay bát hay chậu bằng nhựa vì sự tiện lợi của nó cũng như không hề dễ vỡ như các loại chất liệu khác. So với các chất liệu như thủy tinh, sành sứ, nhôm, inox, đồ dùng bằng nhựa khó làm sạch hơn. Tuy nhiên không lo, bạn đã có muối và giấm. Dùng các hộp nhựa, dù là nhựa trong nhựa phíp, hay nhựa mềm hay nhựa cứng đều khá tiện lợi và rẻ tiền, để thức ăn trong tủ lạnh hay đựng bữa trưa mang đến công sở đều phù hợp. Có điều, làm sạch đồ nhựa hơi phiền phức và khó khăn bởi nó thường lưu lại nhiều mùi hơn các chất liệu khác. Dưới đây là những cách tốt nhất để làm sạch đồ nhựa. Rửa sớm. Hãy rửa sơ qua và rửa sạch luôn nếu có thể ngay sau khi bạn lấy hết thức ăn khỏi hộp. Bước đầu tiên để loại bỏ mùi thức ăn bám vào và vết bẩn lưu lại trên đồ nhựa là rửa hộp ngay tại thời điểm sớm nhất có thể. Sau đó, có thể rửa kỹ bằng nước ấm và nước rửa chén là tốt nhất. Cuối cùng rửa lại bằng nước lã. Cất vào đó một chút muối. Mặc dù các món cà ri Thái và các món cay khác giúp bữa trưa thật ngon miệng, nhưng chúng thường lưu lại mùi lâu dài trong các đồ nhựa, ngay cả sau khi đã được rửa. Để khử mùi, bạn có thể cho một nhúm muối lớn vào trong các hộp nhựa. Trước khi sử dụng lại, chỉ cần nhớ loại bỏ muối. Phơi nắng. Nắng có tác dụng rất tốt. Hãy phơi các đồ nhựa ra ngoài trời nắng. Mùi của thực phẩm lưu lại ở đây sẽ được thay thế bằng mùi thơm của nắng. Rửa với giấm. Sau khi rửa đồ nhựa với nước ấm và nước rửa bát, đổ đầy giấm vào hộp và để yên trong vòng 3 phút. Sau đó, đổ giấm đi và rửa lại bằng nước lã và nước rửa bát một lần nữa. Dùng giấy báo. Mùi dai dẳng trong hộp đựng thức ăn bằng nhựa cũng có thể bị loại bỏ bằng giấy báo. Cho một tờ giấy báo đã được vò nhàu vào bên trong hộp, một tờ bọc ra ngoài hộp và để qua đêm hoặc lâu hơn. Nhớ rửa lại bằng nước rửa chén và nước lã vì chúng ta không thể đảm bảo giấy báo có vệ sinh hay không. Xếp đồ nhựa vào giá trên cùng ở máy rửa bát. Nếu rửa đồ nhựa bằng máy rửa bát, hãy đặt chúng lên giá cao nhất, bởi đặt ở giá dưới cùng, gần khu vực nóng nhất của máy rửa, nhựa có thể bị biến dạng. Dùng baking soda. Chúng ta đã quá quen với khả năng làm sạch của baking soda, trong đó có loại bỏ vết bẩn và mùi cho đồ nhựa. Chỉ cần đổ một ít nước ấm và một ít bột baking soda, rồi trà sát bên trong và xung quanh hộp, sau đó để yên chúng một ngày rồi rửa lại sạch sẽ. Cứ làm như vậy cho đến khi hộp sạch hẳn vết bẩn và mùi hôi. Hãy cho thúc quý quanh ta biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu bạn thấy hay, hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Đừng quên nhấn subscribe để đón nghe những video mới nhất từ channel Thúc Quý Quanh Ta. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.